Hello, xin chào anh chị và các bạn ha. Đã lâu rồi thì Tùng không có làm clip ha, vì tính chất công việc giờ này cũng hơi bận. Thứ hai cũng nghiên cứu một số cái công nghệ mới như ChatGPT ha, nghiên cứu ChatGPT để mà ứng dụng vào cho việc làm sale anh chị bạn ha. Rồi thì bạn nào mà đang follow Tùng thì nhớ follow sát Tùng ha. Sắp tới Tùng có làm một số clip liên quan tới ChatGPT để mà ứng dụng trong việc sale ha. Đó. Rồi thì vậy là chủ đề ngày hôm nay thì một số anh chị đang gặp cái vấn đề là GoDaddy nó chặn cái IP ở Việt Nam mình ha. Thì Tùng cũng muốn làm cái clip này để mà hướng dẫn cho anh chị các bạn cách mà xử lý ha. Rồi, thì lướt qua một số cái diễn đàn ví dụ như ở đây có diễn đàn là Tin Học ha. Rồi đây có diễn đàn nữa là Vuzak ha. Thì thấy một số diễn đàn đang thông báo là chặn cái IP. Rồi một số khách hàng thì liên hệ đến Tùng ha và nhờ hỗ trợ. Thì hiện tại Tùng có test thì thử cái mạng Viettel á thì nó đang chặn anh chị bạn ha. Và mạng FPT á thì mình vô bình thường ha. Rồi thì nếu mà anh chị các bạn sợ cái vấn đề mà GoDaddy nó chặn luôn á thì giải pháp dành cho anh chị các bạn là mình chuyển về Việt Nam ha, mình có thể transfer tên miền về Việt Nam. Rồi thì anh chị các bạn nào mà chưa biết cái cách mà transfer như thế nào thì clip này sẽ dành cho anh chị các bạn ha. Rồi mình transfer có nghĩa là mình chuyển nhà cung cấp thôi anh chị mà ha, chuyển nhà cung cấp về ở Việt Nam. Thì hiện tại ở đây Tùng đã giúp một số anh chị khách hàng ha đã transfer được thành công. Rồi rồi thì đây là một cái tên miền mà mình đang transfer về, thì mới setup ngày hôm nay luôn chị bạn ha, 14/4/2023. Rồi về cách làm thì Tùng sẽ hướng dẫn anh chị các bạn cách làm sau đây ha. Rồi để cho anh chị các bạn dễ theo dõi thì Tùng làm cái file Word ha, để cho anh chị các bạn dễ nắm ha. Rồi đây là hướng dẫn nè, hướng dẫn cách cách transfer hay là cách mà chuyển ha tên miền từ GoDaddy, GoDaddy để coi cái từ GoDaddy viết sao nha, GoDaddy. Rồi chuyển tên miền từ Go Dat đi về ha, về các nhà cung cấp ở Việt Nam, nhà cung cấp ở Việt Nam. Thì ở đây Tùng đang là đại lý của BA anh chị bạn ha, Tùng đang đại lý của BA, Tùng sẽ chuyển về BA cho anh chị bạn nha. Rồi thì để làm được điều này anh chị các bạn nắm giúp Tùng, cách thứ nhất là anh chị các bạn cần phải có tài khoản nha, tài khoản của GoDaddy anh chị bạn ha. Thì có tài khoản GoDaddy á, hiện tại GoDaddy nó bị chặn ở Việt Nam rồi, thì anh chị các bạn cần phải làm sao đây, là anh chị các bạn cần phải phải vào ha, vào mạng FPT. Đấy, FPT xong anh chị các bạn login vào cái tài khoản của mình ha, login vào cái tài khoản đó. Rồi bước thứ ba là anh chị các bạn cần phải lấy một cái mã, cái mã này gọi cái mã key này để mà giúp cho nó mở cái tên miền của anh chị các bạn ra ha. Đây
Rồi cái mã này thì nó nằm ở phần là transfer ha, transfer order regex ngay chỗ này. Rồi sau khi anh chị các bạn log vô thì nó sẽ có cái phần cái mã anh chị bạn phải lấy được cái mã key nha. Đó thì anh chị bạn nào mà chưa, cái này thì Tùng đã làm rồi thì hiện tại nó đang khóa là rồi ha, Tùng đang làm rồi thì nó đã khóa ra rồi. Thì anh chị các bạn nào chưa làm thành công á thì có thể là thực hiện từng bước vào bên trong đây ha. Nếu mà chưa được nữa thì inbox cho Tùng để mà Tùng hướng dẫn cho anh chị các bạn nha. Rồi thì cái này nãy Tùng mới vừa làm, Tùng lấy được cái mã thì hiện tại nó đã lock rồi anh chị bạn ha. Đây nó lock ngay chỗ này. Rồi khi anh chị các bạn lấy cái mã của nó, mã key của nó thì nó sẽ gửi về email của anh chị bạn ha. Đó email của anh chị bạn, ví dụ như anh khách hàng này thì nó gửi về email đây. Đó gửi về cái mã giống như này, mã này gọi là mã ủy quyền ha. Đó rồi thì sau khi mà anh chị các bạn có cái mã rồi á ha, mã key này hay gọi là mã ủy quyền. Bước tiếp theo là anh chị các bạn cần phải log vào cái ha, login vào cái tài khoản nhà cung cấp, nhà cung cấp tên miền ở Việt Nam, ha. Thì hiện tại đây là Tùng đang là đại lý của BA đấy, thì Tùng sẽ log vào cái phần quản lý tên miền của BA đây và Tùng thực hiện cái bước là transfer, nó có chữ transfer tên miền ngay chỗ này. Anh chị các bạn bấm vào chỗ này, sau đó nhập cái tên miền của anh chị các bạn vào đây, rồi sau đó mình tiến hành mình bước mình cho vào giỏ hàng và mình tiến hành mình đăng ký thành một cái tên miền mới bình thường ha. Rồi về chi phí á ha, login vào BA xong đó là anh chị các bạn điền đầy đủ thông tin ha, điền đầy đủ thông tin đó, điền đầy đủ thông tin. Rồi bước tiếp theo về cái phần chi phí, về chi phí á thì hiện tại tên miền .com này nó sẽ tốn là 255k chị bạn nha, 255k đây BA Việt Nam tên miền, đăng ký tên miền. Rồi thì chị các bạn sẽ xem cái phần là chuyển tên miền về ha, bán giá tên miền. Rồi chuyển tên miền về, đối với tên miền mà .vn á thì hoàn toàn miễn phí anh chị bạn ha. Còn tên miền chấm chấm cơm đây Tùng mới chuyển là 255k ha, cộng phí cài đặt cái này kia là Tùng lấy anh chị bạn thêm một ly cà phê nữa ha. Đấy rồi thì nếu anh chị bạn nào mà không biết làm thì có thể inbox cho Tùng, Tùng sẽ hướng dẫn làm cho anh chị bạn nha. Rồi thì sau khi mà anh chị các bạn đã chuyển điền đầy đủ thông tin và thanh toán, bước cuối cùng là anh chị các bạn cần phải chờ ha, cần chờ ít nhất là 6 ngày, 6 ngày để mà bên cái hàng GoDaddy này nó mở khóa ha, GoDaddy này nó mở khóa, nó chuyển về cho BA mình. Rồi thì anh chị các bạn sẽ được nhận một cái mail ha, nhận cái email chuyển thành công đó. Đó là cách mà anh chị các bạn cần phải nắm ha. Rồi Tùng phóng to lên cho anh chị bạn dễ nắm nha. Rồi lưu ý là anh chị các bạn cần phải lấy được cái mã key này ha, mã key này thì khi anh chị bạn bấm vào cái phần là nhà đăng ký bất kể cái đại lý nào, không riêng về đại lý BA ha, anh chị các bạn có thể là sử dụng bên Tùng hoặc là sử dụng bên các nhà cung cấp khác đều được ha. Đó, cần phải có cái mã ủy quyền này. Rồi thì lời khuyên anh chị á là khi hiện tại thì GoDaddy không biết nó có khóa của FPT hay không ha, thì hiện tại mấy nhà mạng Viettel thì không có vào được á. Thì anh chị các bạn nào mà đang gặp khó khăn vấn đề này, sợ tên miền của mình nó bị mất á ha, bị ảnh hưởng á, thì anh chị các bạn nên
liên hệ trực tiếp với Tùng ha, để mà Tùng tư vấn cho anh chị bạn nha. Rồi thì nếu mà không làm được thì cứ inbox cho Tùng ha, để mà Tùng hỗ trợ anh chị bạn ha. Rồi video này thì Tùng xin tạm dừng ở đây ha, hy vọng giúp ích được cho nhiều anh chị và các bạn trong cái việc mình đang có bị gặp khó khăn trong cái việc tên miền của mình đang bị GoDaddy nó khóa ha. Rồi mình sợ mất tên miền hay như thế nào đó, mình sợ chuyển về không thành công ha, hoặc gặp cái rắc rối gì đó, thì inbox ngay cho Tùng ha, để mà Tùng hướng dẫn chị bạn nha. Rồi nhớ like video này giúp Tùng ha, đăng ký kênh của Tùng để mà nhận nhiều cái giá trị hơn ha. Hy vọng giúp ích được nhiều anh chị các bạn nha. Rồi hẹn gặp lại anh chị các bạn ở cái video tiếp theo ha.